Thưa quý vị và các bạn, đối với người dân quận Kiến An, làng nghề mộc Kha Lâm đã từng là niềm tự hào khi đã có quãng thời gian phát triển mạnh mẽ. Những sản phẩm của làng nghề từng được ưa chuộng và đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Và cũng bằng nghề mộc này đã nuôi sống và làm giàu cho hàng trăm hộ gia đình, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Thế nhưng giờ đây, làng nghề mộc truyền thống Kha Lâm đang phải đối mặt với nhiều khó khăn để có thể duy trì, chứ chưa muốn nói đến là phát triển. Mặc dù đã có rất nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ làng nghề phát triển, nhưng làng nghề Kha Lâm vẫn chưa thể quay lại thời kỳ hoàng kim như trước đây. Vậy đâu là những khó khăn khiến cho làng nghề mộc Kha Lâm gặp khó trong việc duy trì và phát triển? Tất cả sẽ được làm rõ trong 15 phút tới đây của chương trình Pháp luật và cuộc sống. Thật khó có thể tưởng tượng, đây lại là làng nghề mộc Kha Lâm vang bóng một thời. Khác với cảnh sầm uất khi xưa, giờ đây làng nghề mộc Kha Lâm khá điều hưu với khoảng chục hộ đang sản xuất trong khuôn viên làng nghề. Việc làng nghề đang bị thu hẹp về quy mô sản xuất không chỉ khiến người ta tiếc nuối về một nghề vốn đã từng đóng vai trò quan trọng trong công tác giải quyết việc làm, góp phần thu nhập cho một bộ phận lao động tại địa phương, mà còn đặt ra vấn đề về việc duy trì nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Vậy đâu là nguyên nhân khiến làng nghề mộc đang dần bị thu hẹp như hiện nay? Được biết, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề mộc truyền thống Kha Lâm được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt tại quyết định số 1738 ngày 29 tháng 7 năm 2013. Với tổng diện tích mặt bằng là 2,8 hectare, quy hoạch 85 lô với diện tích hơn 12.700 m². Cơ sở hạ tầng của làng nghề đã được đầu tư đồng bộ, gồm đường giao thông, điện, nước, cây xanh. Ủy ban Nhân dân quận Kiến An cũng đã làm thủ tục cho 46 hộ thuê hết diện tích đất theo quy hoạch trong thời hạn 50 năm, với mục đích để xây dựng nhà xưởng sản xuất kinh doanh, dịch vụ nghề mộc. Tuy nhiên, theo phản ánh của Hiệp hội Làng nghề, quy hoạch làng nghề chưa phù hợp với tình hình sản xuất đồ gỗ, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Bởi mỗi xưởng chỉ được cấp diện tích là 150 m², quy mô nhỏ hẹp khiến các cơ sở rất khó mở rộng phát triển ngành nghề. Và đây cũng chính là lý do nhiều hộ trong làng nghề đã dừng sản xuất hoặc chuyển ra bên ngoài để mở xưởng gỗ. Làng nghề truyền thống mộc Kha Lâm của trên địa bàn phường ấy, hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do cái diện tích là chỉ cấp là được 150 m², nên cái việc mà sản xuất mà gỗ đấy là nó gây khó khăn về cái diện tích. Là thành viên của hội làng nghề mộc Kha Lâm, đối với anh Phạm Trung Lương cũng như nhiều chủ cơ sở sản xuất gỗ khác, một trong những cái khó khăn mà các xưởng đang phải đối mặt hiện nay đó chính là diện tích trong nhà xưởng quá chật hẹp. Theo quy định, mỗi xưởng sản xuất chỉ được thuê với diện tích 150 m² trong thời hạn 50 năm. Thế nhưng, theo các chủ cơ sở, diện tích xưởng 150 m² là tương đối chật hẹp, khiến nhiều chủ cơ sở không dám nhận thêm đơn hàng, thuê thêm người lao động. Trước năm 2015 ấy thì bọn tôi thì sản xuất nhỏ lẻ gia đình thôi, nhưng mà mang tính chất nó chật hẹp thì muốn vào làng nghề. Mà làng nghề thì sản xuất thì rất là thuận lợi, mà làng nghề thì nó ồn ào thì nó không vấn đề gì ảnh hưởng đến nhân dân. Nhưng mà đây nó vẫn nhỏ lẻ, thôi muốn làm sao được cái đám đất nó to hơn, cái xưởng nó to hơn để nó khang trang, để làm cho nó sản phẩm nó đẹp mà nó đạt tiến độ lên nhiều thứ. Khách quan thì nó chật hẹp quá, khách đến thì nó ngại, người ta đến thì mình thì có năng lực, vốn liếng các thứ tinh rồi đấy, nhưng mà xưởng nó bé quá, người ta nghĩ mình không có năng lực để mình làm. Cũng chung hoàn cảnh tương tự, xưởng mộc Mộc Chân luôn phải đối mặt với tình trạng chật chội, bụi bặm. Nhằm khắc phục tình trạng trên, xưởng đã gia cố thêm các lửng để dùng làm nơi chứa đồ. Vậy là mỗi khi muốn lấy hay cất hàng, những người thợ lại thêm một công đoạn là mang vác sản phẩm từ trên gác xuống hoặc từ dưới xưởng mang lên. Điều này không chỉ gây mất thời gian mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động, an toàn cháy nổ. Thế nhưng đối với xưởng mộc Mộc Chân, đây lại là giải pháp hữu ích trong hoàn cảnh diện tích chật hẹp như hiện nay. Vì diện tích chật hẹp mà chúng tôi phải cơi nới như thế này để phơi gỗ, phơi đồ, mới lại làm hàng mà chưa kịp chuyển đi đấy thì lại phải cẩu lên trên đấy. Đấy, phải, nhưng mà cái độ an toàn vì thường nhà xưởng này nó chỉ cấp 4 thì nó không an toàn được. Đấy, rất là cũng lo lắng. Một nguyên nhân khác khiến làng mộc Kha Lâm đang dần bị thu hẹp là do mặt hàng ô can những năm gần đây không được ưa chuộng trên thị trường, nên nhiều xưởng sản xuất đã phải đóng cửa. Bên cạnh đó, còn do nguồn vốn đầu tư làm xưởng sản xuất tại khu làng nghề mộc quá lớn,
giá thành sản phẩm cao hơn so với sản phẩm cùng loại của làng nghề của các tỉnh khác nên không đủ sức cạnh tranh, dẫn đến các hội viên không còn muốn tiếp tục đầu tư sản xuất, khiến nhiều lô đất của làng nghề còn bỏ trống. Ngoài bất cập nêu trên, công tác quản lý đất đai tại làng nghề này cũng chưa chặt chẽ, dẫn đến việc nhiều người tự ý chuyển nhượng cho nhau mà không thông qua chính quyền địa phương, nhiều trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích. Trong đó, có không ít biệt thự, nhà ở đã được xây dựng trên đất quy hoạch làm nhà xưởng. Nhà ở xen lẫn xưởng sản xuất, khiến nhiều cơ sở dù muốn mở rộng diện tích cũng đành bất lực. Làng nghề mộc truyền thống Kha Lâm cũng thành lập từ năm 2004. Thế thì ban đầu thành lập ra thì chủ yếu là sản xuất cái đồ gỗ ô cam và cái sơn mài. Thế tuy nhiên thì do cái ngành nghề rồi nó mai một với nhu cầu thị trường, người ta không có nhu cầu nữa. Thế là có cái hiện tượng là các cái hộ sản xuất kinh doanh như đấy là người ta sẽ ngừng sản xuất và họ sẽ chuyển đổi cái mục đích gọi là sản xuất của họ. Về công tác quản lý thì cũng gặp rất nhiều khó khăn do các hộ sản xuất kinh doanh mà không đạt được cái yêu cầu đề ra thì họ tự chuyển đổi và họ không qua phường, hoặc là họ có thể là nhượng bán đất cho nhau, người ta cũng không qua ủy ban phường đã kiểm tra và thống kê. Tuy nhiên về cái việc này thì chúng tôi sẽ báo cáo đề xuất ủy ban nhân quận để cho phép cho sản xuất cái đồ can nó không khả thi, thì cho họ sản xuất cái đồ khác, buôn bán kinh doanh đồ khác. Khó khăn tiếp theo của hội làng nghề hiện nay đó chính là văn phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm của làng nghề đang bị xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường. Những mảng tường loang lổ, ẩm mốc, nhiều gian phòng đã bị người dân lấn chiếm để biến thành nơi chứa đồ. Tình trạng này khiến hội không có chỗ để trưng bày sản phẩm, sinh hoạt chuyên môn. Vậy nên trong thời gian qua, hội đã phải mượn trụ sở của các tổ chức khác để tổ chức đại hội hay sinh hoạt chuyên môn khi cần. Được biết, văn phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm của làng nghề được xây dựng với mục đích để trưng bày sản phẩm, là nơi sinh hoạt chuyên môn của hội. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, văn phòng của hội đã bị xuống cấp. Một số hộ dân đã lấn chiếm diện tích để sử dụng vào mục đích riêng. Trước thực trạng trên, hội làng nghề đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân phường Nam Sơn, Ủy ban nhân dân quận Kiến An đồng ý cho hội được nâng cấp, cải tạo lại văn phòng từ nguồn kinh phí của hội. Thế nhưng, mặc dù hội đã có văn bản trình xin sửa chữa và xin giải tỏa các hộ lấn chiếm từ năm 2013, song đến nay vẫn chưa được giải quyết. Điều này đã gây khó khăn trong hoạt động chuyên môn của hội, cũng như gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường do các hộ dân xung quanh biến diện tích bên ngoài của hội trở thành nơi tập kết rác. Về hội làng nghề thì năm 2023 cũng đã có văn bản đề xuất ủy ban nhân phường, ủy ban nhân quận và cho thực hiện cải tạo sửa chữa bằng nguồn vốn của các hộ kinh doanh tự đóng góp. Thì ủy ban nhân phường cũng đã họp báo cáo quận rồi là tổ chức họp với phòng kinh tế và phòng tài nguyên. Tuy nhiên thì cái văn bản ấy thì đến nay thì cũng đang nằm ở trên quận. Đấy thì với cái điều kiện cho phép mà ủy ban nhân quận đồng ý cho phép hội làng nghề sửa chữa thì chúng tôi sẽ giải phóng cái chỗ mà người ta lấn chiếm cũ đấy. Thì hiện tại thì họ cũng chỉ là độc tôn thôi. Theo tìm hiểu, trong thời gian qua, ủy ban nhân dân quận Kiến An đã quan tâm ban hành nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ làng nghề, như phối hợp với các sở, ban ngành thành phố để tổ chức các cuộc hội thảo về nghề mộc, tạo điều kiện cho các hội viên đi học tập kinh nghiệm tại các đơn vị khác, hỗ trợ về vốn ưu đãi cho hội viên. Tuy nhiên, song song với việc triển khai các chính sách trên, thì quận Kiến An cũng cần phải có những giải pháp cụ thể để giải quyết triệt để những bất cập trên. Có như vậy mới tạo điều kiện hỗ trợ cho làng nghề mộc Kha Lâm khôi phục và phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, việc làng nghề phải đối mặt với những khó khăn cả về khách quan lẫn chủ quan là điều không thể tránh khỏi. Và để bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, thì bên cạnh việc thành phố, địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ, thì chính mỗi làng nghề cần phải dựa vào sức mạnh nội tại của chính mình để vực dậy làng nghề truyền thống của quê hương.
Và để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những khó khăn, giải pháp cùng những đề nghị, đề xuất để hỗ trợ làng nghề mộc Kha Lâm, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Vũ Văn Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề mộc truyền thống Kha Lâm, phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Thưa ông, xin ông cho biết cái quá trình phát triển của làng nghề mộc Kha Lâm và trong cái quá trình phát triển đấy thì mình có gặp những cái thuận lợi hay những khó khăn gì ạ? Từ năm 2023, chúng tôi đại hội làng nghề thì coi như là trong cái ban chấp hành của hội cũng đã đặt ra hướng mới để phát triển cái làng nghề. Cái thuận tiện cho chúng tôi là đã được thành phố cấp cho 4,3 hectare đất và để sản xuất kinh doanh về đồ gỗ nội thất. Phường, quận cũng luôn luôn là đồng hành giúp đỡ chúng tôi đẩy mạnh cái phát triển của làng nghề. Chúng tôi là được ngân hàng giúp nguồn vốn cho chúng tôi để chúng tôi đẩy mạnh cái sản xuất. Ưu đãi là vay lãi suất thấp. Còn cái tiếp theo cái khó khăn thứ nhất là thực ra nói khi mà được coi như là thành phố cho chúng tôi cái 4,3 hectare đất đấy và có cái khu của nhà điều hành làng nghề thì nó cũng đã lâu rồi, nó bị xuống cấp. Thế nên là vừa rồi là chúng tôi trong ban chấp hành chúng tôi đấy họp và trong ban chấp hành và xin ý kiến của hội viên, chúng tôi khuyên góp và để đảm bảo sửa chữa lại cái văn phòng của làng nghề để thứ nhất là vừa là cái khu trưng bày sản phẩm, vừa là cái khu để anh em chúng tôi có thể ngồi bàn luận và giao tiếp để có như tìm được những nguồn hàng để đảm bảo cho những công nhân sản xuất của làng nghề. Thì có một cái hộ dân người ta bây giờ là trong quá trình mà Covid chúng tôi không hoạt động được thì người ta để đồ đấy mà bây giờ là người ta không chịu là di chuyển đi. Cái này chúng tôi đã báo cáo với chính quyền địa phương và các cấp là sẽ giúp chúng tôi để cho những hộ dân đấy di chuyển đi để chúng tôi sửa chữa lại. Thế còn cái nữa là về cái mà diện tích sản xuất ấy, chúng tôi còn nhiều cái trăn trở. Cái thứ nhất là khi mà thành phố cấp cho như thế được 46 hộ. Những 46 hộ này thì cái diện tích nó chỉ được có 150 m2. Để mà với để sản xuất như chúng tôi thì chỉ có hai vợ chồng cùng sản xuất. Thế nên muốn mà để mở rộng ra thêm thì đòi hỏi phải chuyển nhượng cho nhau. Mà bây giờ cái nhu cầu chúng tôi là khi mà chuyển nhượng thì chúng tôi cũng chỉ ra công chứng thôi. Cũng nhiều lần tôi đề bạt lên quận là cố gắng giúp chúng tôi để khi mà làm thế nào mà khi chúng tôi được nhận cái tài sản trên đất đấy thì được đúng cái người mà sang tên cho tôi để về sau là tránh cái tình trạng cái người kia người ta già quá rồi, người ta không còn sống nữa. Thì cái thủ tục về pháp lý là chúng tôi cực kỳ là khó khăn. Cái thứ hai nữa là do ảnh hưởng một cái phần về Covid chiến tranh, thì cái nguồn mà nguyên liệu của chúng tôi đấy mà để nhập ở cảng về đôi khi nó cũng bị do cái cước nó đẩy mạnh lên, giá thành nó cao. Một trong những cái khó khăn mà các làng nghề gặp phải hiện nay đó là lao động trẻ không còn mặn mà nhiều với làng nghề truyền thống. Vậy thì với những cái khó khăn như thế thì làng nghề của mình đã có những cái định hướng thế nào để tiếp tục giữ gìn, phát huy cái làng nghề truyền thống mà cũng có những hoạt động gì để có thể tiếp tục thu hút những lao động trẻ để họ quay lại đam mê với cái nghề truyền thống ạ? Chúng tôi đã có những cái hướng bản để bảo tồn được cái tay nghề của làng nghề. Tay nghề thứ nhất là cái tay nghề này của chúng tôi là nó là nghề sản xuất điêu khắc, nó đòi hỏi là phải có nghệ nhân và phải có năng khiếu của từng người. Thế nhưng mà hình như lớp trẻ bây giờ là cái nhu cầu mà để mà tận tụy mà để phát triển cái năng khiếu là người ta cũng không ham muốn lắm nữa. Ý của chúng ta là sửa chữa được cái văn phòng hội làng nghề là chúng tôi sẽ mở ra được một cái lớp để đào tạo dạy nghề cho lớp trẻ. Thứ nhất là các cháu trường hướng nghiệp nó đến nó trải nghiệm tham quan làng nghề và nó biết được là cái nghề sản phẩm này nó như thế nào, và chúng tôi cũng đào tạo để dạy thêm nghề để giữ được cái coi như là nghề chứ không rồi sau này nó sẽ mai một. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, với những khó khăn trên, hy vọng trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận Kiến An, Ủy ban nhân dân phường Nam Sơn sẽ sớm triển khai những chính sách, giải pháp liên quan đến gìn giữ, phát triển làng nghề mộc Kha Lâm. Qua đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và phát triển nghề, làng nghề. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và cuộc sống cũng đã hết. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website thhb.vn hoặc app THB On. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau.